Em xin kính chào quý anh chị và các bạn. Em là Đức Thành Ô Tô, chuyên mua bán các dòng xe đã qua sử dụng. Hôm nay em vừa mới về thêm một chiếc xe Honda CR-V phiên bản L, bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2019, tên cá nhân biển tỉnh. Ở phân khúc crossover tầm trung này thì mình có một vài cái tên khác như là Mazda CX-5 hay là Hyundai Tucson hoặc Mitsubishi Outlander. Thì mỗi xe đều có một điểm mạnh riêng. Riêng chiếc Honda CR-V này thì là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe nhập khẩu anh chị nhá. Đây là xe 2019, thì đến năm 2021, có nghĩa là tại thời điểm hiện tại này, thì Honda đã bắt đầu cho lắp ráp chiếc này rồi. Thế nên là xe mới, mình không còn xe nhập khẩu nữa. Thì phiên bản nhập khẩu này của em là một trong những chiếc đang rất là hot trên thị trường. Dù gì thì xe nhập khẩu có một cái gì đó chất lượng vẫn sẽ khác hơn xe lắp ráp, đúng không ạ? Rất là được ưa chuộng xe nhập khẩu. CR-V thì máy bốc lành, đi rất là lành. Máy 1.5 lít, công nghệ tăng áp, công suất tương đối tốt và giúp tiết kiệm nhiên liệu. Em đánh giá rất tiết kiệm đấy ạ. Máy 1.5 anh chị ạ, ở phân khúc của nó thì thường sẽ là máy 2.0. Thì chiếc này có công nghệ tăng áp, dung tích máy chỉ nhỏ thôi, nhưng mà công suất vẫn đáp ứng được cái nhu cầu đi lại hàng ngày, mà rất là tiết kiệm nhiên liệu. Em xin lỗi một chút là xe của em vừa mới về, trời nó cũng hơi bị vừa mưa xong nên là xe em hơi bẩn một chút, anh chị thông cảm. Đây là phần thân xe, rất là đều, xe đẹp đúng không ạ? Đến năm 2018 thì bắt đầu có form này. Trước đó thì là form xe 5 chỗ, cũng là xe lắp ráp tại Việt Nam. Thì đến xe 2018 thì Honda bắt đầu cho ra mắt phiên bản mới, bản 7 chỗ. 7 chỗ, nhập khẩu Thái Lan, thiết kế hoàn toàn mới nội thất và ngoại thất. Van VTEC, động cơ turbo. Bản cao cấp nhất thì dễ phân biệt nhất là có cửa sổ trời và cốp điện. Cửa sổ trời toàn cảnh anh chị nhá. Đây ạ, xe được trang bị 7 chỗ ngồi. Ở phiên bản trước của nó chỉ là xe 5 chỗ thôi. Thực ra CR-V 7 chỗ thì nó không phải là quá rộng. Không phải là quá rộng đâu, nhưng mà em nghĩ là đi một quãng đường ngắn thì mình hoàn toàn có thể chấp nhận được. Xe thì có màu nội thất là màu ghế da màu đen. Thái Lan. Máy 1.5 lít, chạy 6,9 lít trên 100 cây. Tin đúng không ạ? Một chiếc xe gầm cao chạy 6,9 lít trên 100 cây. Quá là tiết kiệm luôn chứ không phải gọi là tiết kiệm nữa rồi. Đây ạ, cửa sổ trời toàn cảnh. Em chưa mở hết đấy. Đây là khoang nội thất của Honda. Thiết kế hoàn toàn mới, khá là trẻ trung và đẹp. Đặc trưng của CR-V luôn, luôn để một cần số nó lên cao hơn một chút so với vị trí của các xe khác. Xe đương nhiên được trang bị chìa khóa thông minh rồi. Các bác lên ra khỏi xe thì chỉ cần chạm vào cái vị trí định vị ở đây thôi là xe sẽ tự mở cửa và khóa cửa. Mình không cần phải ấn nút nữa. Cũng rất là tiện. Chiếc xe của em chạy được 3 vạn km, 2 năm 3 vạn km cũng rất là hợp lý. Chạy không phải là ít nhưng mà cũng không hề nhiều một chút nào cả, rất là vừa vặn. Em đánh giá chất xe ở đây khá là đều xe, nó có một vài vết dơ ấy thì em sẽ về em vệ sinh lại. Tại vì xe em vừa lấy về mà, em chưa rửa hay chưa vệ sinh gì cả. Xe được trang bị những cái tính năng cơ bản như là đèn nổ start stop này. Đây là phanh tay điện tử này, brake hold này. Giữ phanh,
tính năng Econ, đi tiết kiệm nhiên liệu. Ở đây các bác có hộp để đồ này, cổng cấp điện này. Đây là màn hình, không phải màn hình cơ các bác nhé, là màn hình điện tử đấy ạ. Ở trong phân khúc này, những chiếc xe em vừa nói vừa nãy thì đây là chiếc xe duy nhất có màn hình điện tử to như thế này, cũng là một điểm cộng. Xe có cảm biến đỗ xe này, cân bằng điện tử này, mở cốp điện ở đây này, khá là đầy đủ ạ. Ga tự động cruise control, đàm thoại dành tay. Nói chung một chiếc xe các bác để đi gia đình, đi đơn giản trong thành phố, thỉnh thoảng đi tỉnh thì CRV em nghĩ là đáp ứng đủ cái nhu cầu hàng ngày của mình rồi. Rất là tiết kiệm, rộng rãi, đa dụng, rất là phù hợp. Rồi em xin giới thiệu nhanh một chút. Em có chiếc Honda CR-V phiên bản L sản xuất năm 2019, tên cá nhân biển tỉnh. Chiếc xe chạy 3 vạn km, em đang chào bán mức giá là 996 triệu. Giá cả thì em còn linh hoạt được một chút nữa, thế nên là các bác quan tâm xe có thể đến trực tiếp cửa hàng em ở Việt Nhật Auto 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc gọi điện hotline trên màn hình của em để được biết thêm thông tin chi tiết hơn. Tất cả các xe em bán ra em đều có cam kết chất lượng xe trên văn bản, xe không đâm đụng vào sassi khung gầm, xe không ngập nước, không tranh chấp và không vật nguội. Ngoài ra thì các bác còn được mang xe đi kiểm tra hãng nữa, thế nên là các bác không ngại về chất lượng đâu ạ. Rồi, em xin cảm ơn.